Chào tất cả cô chú anh chị em mình nhé, trở lại với kênh YouTube Máy Dầu Dương ha. Nay thì giao hàng anh em nhé. Nay em không có dọn con máy nào cho anh em xem hết trơn á ha. Giờ giao hàng thôi. Ơi 55 chuỗi hai con rất là đẹp ha. NF ha. Gà 65. NS. Đấy. Oxy hải sản. Một cái này em bọc lại, cái này bộ bạc của máy nha. Giao cho ông anh ở đâu Lâm Đồng gì nè. Để gửi toa cho. Rồi đóng cửa đi. Rồi coi. Tối anh xuống làm toa. Hàng em giao cho anh em như vậy là đưa về kho rồi bắt đầu đóng kiện anh em nhé. Bắt đầu đóng thùng đi chứ không có để trần trùi như vậy anh em nhé. Nhiều anh em hỏi giao máy giao kiểu đó không sợ hư à. Không đâu sợ anh ơi. Bọn em là đưa về kho rồi bắt đầu rồi đóng ha. Đóng kiện cây rồi trùng thùng xốp lại và quấn keo lại anh em nhé, chứ không có để vậy ha. Đó là chở về kho thôi. Rồi đi đóng nó dơ lắm, anh thử đưa về kho đóng nó sạch sẽ chút xíu ha. Còn đóng ở đây thì nhớt rồi là dầu rồi thì tùm lum ấy, không làm được ha. Thì anh em nào mà chưa tin tưởng thì cứ anh em nào tin tưởng thì cứ mua máy cọc máy ha. Còn mà anh em nào chưa tin tưởng thì cứ theo dõi kênh qua em ha. Sau này muốn thì cứ xem cảm thấy ok thì mua máy ha. Cơm chưa ăn thì còn có đó ha, không sao đâu anh em ha. Có nhiều anh em nó rất là khó vì là mua máy dọ thế, rất là nhiều lần mà mình không mua được con máy nào ha. Dọ như kiểu mà bên em là mua bán thế này thế kia, anh em cứ yên tâm nhé, cọc máy là có máy anh em nhé. Còn mà khách bạn quen em rồi là em không cần cọc ha, em đảm bảo cho anh em một câu như vậy ha. Cọc là để tin tưởng giữa hai bên thôi, chứ không phải là cọc máy xong rồi gửi đồ tàu lao cho anh em, không có ha. Còn anh em mà tin tưởng thì cứ yên tâm xuống máy ha. Hôm nay em bán cho anh em là cũng khá là nhiều, toàn là khách quen không à. Mà không có anh em nào bắt em phải test một cái video nào hết trơn á, em rất cảm ơn. Nhưng mà trước khi giao gửi cho anh em thì em phải test video đàng hoàng, chứ em không có để như vậy anh em nhé. Là mình làm cái bằng chứng là trước khi cái máy đi là mình có nổ ok chất lượng ha. Chứ không test là cứ gửi mù cho anh em đâu được, không ai dám gì đâu ha. Rồi anh em bắt bẻ chết ha. Thì anh em nào mua máy bên em sẽ test video đàng hoàng cho anh em. Trước khi anh em cọc em sẽ lôi ra vệ sinh sạch sẽ. Trước khi đi giao cho anh em là test một video nổ ok nhé. Nếu máy nó có bệnh hoạn gì thì báo lại cho anh em, không mua con đó ha. Chứ không phải là bắt buộc là cọc rồi là phải lấy con đó ha. Thì hôm nay em review cho anh em xem ha. Còn một số máy nữa ha. Thì anh em nhanh tay chân lên ha. Anh em nào cần máy gì thì cứ mua máy đó ha. Giờ em review cho anh em một số máy ha. Này, ER65 áo xấu nè. ER65-2 nè. Hàng bây giờ cũng khó mua lắm anh em nha. Hàng cũng có hàng đẹp nữa. Không biết. Người thì bảo là chuẩn bị cấm công cái gì. Cấm hàng hả về ít. Chứ kể đi, cấm đến đâu thì làm đến đâu hay đến đó đi. Con này là ER60 này, thiếu cái bồ lửa ha. Anh em nào mua con GA65 này. GA65 này em đảm bảo cho anh em zin chất lượng cực kỳ này. Nhưng mà mỗi tội là bên Nhật về nó sơn phủ anh em nhá. Nó sơn từ áo này, sơn từ lốc này, kiểu mà sơn làm dấu á anh em ha. Này, nước xanh còn này ha. Thùng dầu là mới cát luôn. Thùng dầu là mới cát luôn anh em ha. Con GA65 này thì em bán cho anh em là nó bị sơn phủ thì em bán giá ok hơn anh em ha. 5,5 triệu cho anh em nhé. Anh em nào mua con này thì ngon bộ rẻ đó anh em ha. Chứ không có phải sợ đâu. Bên ngoài nó sơn phủ kỹ lắm ha. Coi cái lọc gió nó có sạch không. Này cái nắp cái lát gin của nó, nước sơn gin còn ha. Sao mà bên Nhật nó mấy ông không biết sao mà nó sơn kiểu này ha. Không có việc gì làm chắc làm cho hết việc cái gì anh em mày. Nó quét hết trơn luôn. Này xuất sơn kim của nó đây nè. Phải không? Này cái lọc gió. Lọc gió thì nó hơi dơ anh em ha. Nhưng mà lọc gió nhớt anh em nhá. Anh em biết phân biệt lọc gió nhớt với lọc gió là sao không anh em? Lọc gió nhớt là nó cái lọc gió trong nó bằng thép anh em nhé. Bên Nhật người ta xài người ta đổ nhớt ở trong á.
để khi bụi bặm nó hút vô là người ta bụi bặm nó đóng tại cặn lại cái trụ cái nhớt người ta đổ ha. Còn lọc gió bằng gió thì lọc gió một cụm dòng máy e này này, nó xài bằng giấy ha. Đấy thì hôm nay em quay cho anh em một số máy này nha, anh em nào mua thì cứ liên hệ nha. Máy giờ em chưa có dọn, chưa có vệ sinh nữa ha. Đây con ga 75 này, hôm qua có con ga 75 rất là vip bánh, sáng ông anh ở Hậu Giang xuống chốt này ha. Con này còn con này cũng rất là đẹp ha. Ga 75 ha, thùng dầu thì hơi ố thôi chứ nó không xét nha, ố nó khác anh em nha. Này đấy, bây giờ con này dính cái gì ta, hôm trước em quay lăn mà xong vừa dính gì à, lăn anh em ơi, lăn ha. Đấy, con này mai em cho nổ này. Con là ga 75 đấy, mít số 7 này, 5 triệu này, nó cho nó đi với rạnh chỗ này. SD6 này, Mitsu 85 màu mè xấu này, chốt cho anh em 6 triệu này, màu trên xấu nha, lốc lắc rồi là bao zin 100% nha anh em nha. Còn con ga 85 này, ga 85 này bán cho anh em 7 triệu này ha. Vì con này nó bị sao, nó thiếu cái bồ lửa là một, máy thì bao zin cho anh em nha, nó thiếu cái bồ lửa. Cái cụ nước thì nó móc bên ha, cái cụ nước này em xử lý cho anh em được à, em thay cụ nước khác cho anh em ha, nó thiếu cái bô lửa anh em nhá, em bán cho anh em. Ga 85 mày mua thời điểm hiện tại bây giờ cũng khó mua lắm, khó kiếm lắm. Nắp pilot còn rất là đẹp ha anh em, nắp pilot đẹp lắm ha. Con này là EG75 ha, EG70, con này Kubota EG70 chưa có dọn, chưa vệ sinh anh em nhá. Con này là Kubota rồi, Kubota này ok. Đối với dòng Kubota này cái nắp dầu này khó kiếm lắm anh em nhé, không có nắp lô đâu, chỉ có nắp gin, nhiều khi mất cái kiếm không ra. Kubota này vệ sinh ra cũng rất là đẹp nha anh em. D800 bét kim này, có đề này, gì phải không? Ờ, con có đề này, đề trên lưng ha. Máy này cũng đảm bảo zin chạy ok chất lượng nha anh em này, ha. Máy là lửa ha, lửa đây là lửa mình, lửa là máy không dính máy ha, về lăn có hơi là mua, có hơi cái là về cho nổ bình thường anh em nhé. Đấy này, mấy con E55 chuỗi mà màu nó hơi xấu xấu vậy ha, dàn này thì nó rẻ thôi, 5 triệu ngoài ha, tùy cái. Mitsu 85 đây, có này G40 cũng đẹp lắm này, ha. Trời, máy này chạy dầu, dầu còn nhiều trong nó chạy ống anh em ha. Con này mai dọn luôn. Con này là EG550 rồi, chốt cho anh em 4,5 triệu này, anh em nào mua ha. Máy này vệ sinh ra cũng đẹp lắm anh em nha, chỉ có cậu về nó gãy mất cái bô bên kia thôi. Anh em là chốt con này liên hệ nha, con này bán 4,5 triệu là rẻ, là vì sao đấy, còn vì nó gãy mẹ, cái này em thay cho anh em nhé, nó gãy này ha, thì đồ hàng bãi nó cậu về nó gãy thì chịu rồi, chịu ra ok ha. 4,5 triệu anh em không phải suy nghĩ ha, bao zin bao nổ, lăn có hơi là nổ rồi ha. Ngoài ra còn ga 75 này, E7 này, ga 75 này, EG65 nữa, bán cho anh ở Vĩnh Long rồi ha. Này là E50 này, E9 này. Có con này nằm đây lâu rồi. Con này con anh em nó mua này. NS65 bạc đạn này, màu mè nó hơi xấu chút này, bán cho anh em nè, 5 triệu ha, bao ship ha. Mua rồi liên hệ em nha. Em đảm bảo zin chạy cho anh em ha. E7 có đề trên lưng này, con này đẹp này. Con này cũng rất là ok ha, E7 nha anh em. Đó, anh em nào mua liên hệ ha. Ngoài ra con EG40 này, con này cũng đẹp lắm nha,
con này vệ sinh không đẹp nhá, gãy cổ bô nữa thì em gắn cổ bô lên cho anh em nhá. Đó là ấy, con này thì bị một cái bệnh là cậu về nó móp mẹ cái viên dầu ha, viên dầu nó móp anh em thấy không. Máy này thì em đảm bảo chạy zin cho anh em ha. Đây, chui ra nè, máy này chui ra là ok đẹp ha, bên trơn còn ok ha. Đấy, lăn có hơi là lụm rồi, đấy lăn có hơi này lụm ha, bao nổ bao zin cho anh em ha. Đấy, cái này không biết bên Nhật bắt cái làm gì này. Ngoài ra còn Mitsu 85 này, một con này, hai con này, ba con này, ba bốn con gì á. Anh em nào mà thầy thợ muốn mua Mitsu 85 về dọn này, bán solo cho anh em 4-5 con gì á ha. Đây con đó này, mình chỉ bao hơi cho anh em thôi, anh em về dọn thế nào thì đó là bản giá thợ ha, dọn thì bao hơi thôi, không bao nổ. Còn bán cho khách lẻ thì em sẽ bao nổ, bao ghim, bao chạy cho anh em ha. Này là sâu 10 anh em nhé, Mitsu 7 anh em này. Đấy, Mitsu 7 ha. Đấy, ok cho anh em, bao zin nha. Đó là Mitsu 7. 55 chuỗi nữa này. Con này màu nó xấu hơn hai con kia. Hai con cái này giao cho anh em là đẹp lắm. Này là NF nữa này. Đó NF nữa này. Con này là 4,5 này, 4,5 này, 2002 vòng phúc này. Mitsu này, máy nước anh em nhé. Máy này đặc biệt là toàn bộ của nó bằng gang hết trơn ha. Mặt này cũng bằng gang rất là dày. Cái này đời đầu của Mitsu á. Mitsu D700 bét kim có đề ha. Mitsu D700 bét kim có đề anh em nhé. Khăn nước quá. Hôm nay là thứ bảy anh em nhé. Thứ bảy. Hôm nay thứ bảy máu chạy về tim ha. Thành thử ra là em quay cho anh em xem tầm cỡ 15-20 phút ha. Anh em này chốt được con nào liên hệ em nhé. Anh em chốt con nào thì liên hệ em nhé, em giao ha. Đây con này con EG65 này, EG65 đem ra vệ sinh sạch sẽ để giao cho ông anh, mà làm chưa kịp thì ngày mai giao luôn ha. Con này thì em đã bán rồi ha, máy là chạy rồi đó ha, giờ chỉ có kiểm tra lại đường dầu, là nấn lại ba cái đồ lưới này là giao cho ông anh. Ông anh cũng không cần gì mà coi test hết trơn này. Đó, ông anh cọc liền nhé. Dọn kỹ cho anh. Rồi, em sẽ dọn kỹ cho anh ha. 8 này. Con máy này là máy xăng này là khách đổi anh em nhé. Con này đập dưới chai nhé. Máy xăng này không biết có máy gì Subura hay là cái gì đấy. Subura con này đập dưới chai. Dưới chai phế liệu nữa. Khách đổi á. Chứ em chả mua máy này làm gì ha. Con này E8 này. E8 thì bao zin, bao chạy cho anh em nhé. Ngoài ra Mitsu 95 này. Cái này cặp E50 anh em nhé. E50 nhé. Áo nó hơi lắc đác áo nha. Lốc lắc thì còn ok. Đấy. Này thì NX90 á, NX90 em rao bán luôn anh em nhé. Anh em nào mua thì liên hệ này. Có ông anh trên Cần Thơ cọc triệu rồi mà không thấy anh hồi âm lại nè. Xong tự nhiên bỏ triệu cọc giờ không thấy điện lại mà mình em không biết số điện thoại nữa ha. Anh em nào mua này, NX90 bạc đạn này. Còn con máy này là con máy SD10, nó bị dính máy, đứng máy anh em nhé. Con này giờ làm thịt cũng uổng mà là giờ dọn lên cũng ấy ha. Con này bị đứng máy này. Đứng máy con máy này ha. Thì nói thiệt anh em, con máy này tầm vài hôm nữa em sẽ
tốc nó ra em thay bộ sơ mi ha. Máy nào bị bung là em nói bung, con này chắc chắn sẽ bung ha. Bung thì cái sơ mi này em không mua sơ mi mới mà em để nguyên cái sơ mi em đi đóng ha. Sơ mi đóng mà chạy nó ngon hơn anh em nhá. Chạy nó chất lượng hơn. Đóng bằng cái ba cái sơ mi của máy xe chạy là cực kỳ ok. Đấy, con này bị đứng máy, nước nó vô. Mitsu 5 này em test cho anh em con Mitsu 5 này ha. Rồi giờ có mấy ông anh hỏi mà không có test được này, hôm nay test cho này. Test cho anh em con Mitsu 5 này để anh em xem ha. Có con ơ 55 chuỗi nó cậu về nó bị lụng lỗ anh em này. Anh em mua được con bán nha. Rồi con này màu mè nó không được đẹp lắm ha. Bao zin bao chạy ha. Lụng lỗ này em hàng lại cho ha. Bán cho anh em giá 4,5 triệu ha. Bán luôn. Lộ không quá. Nó bị vít tì mình bán rẻ hơn chút xíu ha. Còn nhiều lắm. Có con Mitsu nước này, Mitsu 4-5 gì này. Bao chạy cho anh em đó. Rồi bán cho anh em 2,5 triệu này. Mua thêm cho nổ ha. Mấy con ơ 55 mà chưa có vệ sinh này. Còn đẹp lắm. Bây giờ này cũng hơi xế chiều rồi anh em nhé. Thì thứ bảy là nghỉ sớm chút xíu để cho nó một cái gì đó mà để nghỉ sớm này mà ăn nhậu thôi. Thì hôm nay em chắc xin dừng video tại đây ha. Anh em nào mua máy thì cứ liên hệ gặp Dương ha. Số điện thoại em là 0985 927 776. Địa chỉ em là 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Kênh YouTube của em là Máy Dầu Dương. Zalo em cũng là Máy Dầu Dương. Cái số điện thoại em là cái số tài khoản anh em cọc máy ha. Bỏ số 0 lần trước đi ha. Toàn bộ trên này là ba cái đồ thùng nước mà bán cho khách máy, người khách không có lấy máy thùng nước anh em. Đó, ba cái đồ lời anh em nha. Em bỏ đó thùng nước này. Nhiều lắm, một bữa nhiều lắm. Thùng dầu trên này. Còn trên sàn nữa kìa. Nhấp nhiều lắm. Mà cái thùng nước này thì không bao giờ bán được này. Thùng nước là thùng nước KND 7912. Con này là thùng nước này à, thùng dầu này 912 của cái máy 912 màu xanh. Đời xài hũ nước á, đời xài thùng nước á nha, không phải xài quạt gió anh em nhá. Thùng dầu rất là đẹp nhưng mà cái này chắc cỡ 10 năm chưa bán được cái thùng dầu này. Không ai hỏi đâu. Thôi chắc em xin dừng video tại đây nha. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ ha. Bên gia đình ha. Chào tất cả anh em nha. Cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ bên cửa hàng Dương ha. Thì anh em nào chưa tin tưởng thì cứ xem kênh, theo dõi kênh một thời gian nữa ha. Được thì mình chốt máy ha.